Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi hồi sinh một em khủng long hệ nước đầu tiên trong cái công viên này luôn nha các bạn. Đó, đi đây của nó đâu rồi ta? Tìm nãy giờ mới thấy. Đây các bạn ơi, đó, Mosasaurus. Hay còn được gọi là thương long đó các bạn ơi. Một loài mà được mệnh danh là T-Rex dưới nước. Kinh khủng lắm. Ok, rồi để mình tiến hành đi lấy sữa đó cái đã. Trời ơi, thì mấy con Mosasaurus này á, nói chung là hiện tại á, mình vẫn chưa thu phục được các bạn ạ. Ví dụ chúng ta hồi sinh nó nhưng mà nó vẫn là thù địch của mình thôi. Chứ không phải hồi sinh là nó sẽ tự theo mình như mấy con không ăn cỏ với lại ăn thịt khác đâu. Rất là khó chịu luôn. Ok, để trước tiên mình sẽ hồi sinh nó cái đã. Bọn này á, thì nó hồi sinh bằng mấy cái xác các bạn ạ. Tức là nó sẽ cho mình cái túi chứ không là chứ nó không cho mình cái trứng. Và với cái túi đó khi mình đặt xuống nước nó sẽ vỡ ra và nó sẽ có cái con khủng long con nó chui ra thôi. Rất là thực tế luôn. Ok, rồi để mình cất hết với số sữa đi vào cái đã. Rồi xong rồi. Rồi bọn này thì nó không có tác dụng với mấy cái nước cốt gà các bạn ạ. Cái Ascend of Chicken á, nó không có tác dụng luôn. Hey, hơi bị khó khăn đây. Tức là chúng ta phải đợi cho nó lớn đấy các bạn ạ. Nhưng mà cũng được thôi. Ok, để trước tiên mình đi dọn dẹp mấy cái ba lô cái đã. Quá chừng gậy rồi luôn nè. Ba lô mình chứa nhiều đồ quá vậy ta. Tập hôm nay sẽ là một tập về khủng long ở dưới nước. Và con này thì mình phải dùng cái Dense Sense, tức là cái cứng luôn á. Và cái Reinforced Glass, đó, kính cường lực. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải xây luôn 5 cái khán đài để cho khán giả xem tụi nó nữa. Y như trong cái phim công viên khủng long vậy đó. Để bây giờ mình dọn dẹp cái số đồ cái đã. Đồ rác hôm nay quá nhiều luôn ha. Chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp cái đi. Quá chừng đồ luôn nè. Rồi mình sẽ dọn hết nha các bạn. Dọn hết mấy cái này đi. Rồi chúng ta sẽ đi lấy mấy cái cobblestone này và cho nó nấu lên cái đã. Vì mình sẽ cần sử dụng cái stone brick. Và stone brick á, thì nó phải từ stone. Và stone thì chúng ta phải đi nung cobblestone này đó các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Rồi qua bên mấy cái lò bên kia nữa. Mình có tổng cả thể là 12 cái lò lận nên không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tiến hành cho nó nung lên trước cái đã. Công đoạn đầu tiên lúc nào cũng là chuẩn bị nguyên vật liệu hết cả ngơi. Ok, rồi mình sẽ cất cái số cobblestone còn lại vào đây luôn nha. Ok, nãy giờ thì nó nấu cũng đã xong rồi. Bây giờ mình ra đây mình xác định cái vị trí các bạn ạ. Và chắc chúng ta sẽ tu nhanh cái đoạn này luôn nha các bạn ơi.
We'll be right back.
Và cái khán đài Mosasaurus thứ 5 cuối cùng đã thành công rồi các bạn ạ. Thì chắc video về Mosasaurus của mình đến đây là kết thúc rồi. Tập này mình chỉ xây dựng 5 cái khán đài thôi. Và tập hôm sau chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cái hồ đó nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Bye bye.